Tình duyên hả? Chắc em chưa yêu ai đúng không? Chắc em chưa yêu ai đúng không? Chắc gì vậy? Dạ. Hả? Chắc chưa yêu ai là sao? Là em cũng chưa yêu. Dạ. Một phần là cũng có yêu và nói, nhưng kiểu người ta vẫn chưa trên. Số bị em cũng quen một cô ở gần quê thì người ta biểu là em là tốt quá, không hợp với anh. Em biết nhà ai là người ta là con cháu lấy vợ lấy chồng hết rồi. Thấy lạ. Dạ. Em có thích đàn ông không? Cái này em nói thật với anh, nếu mà đàn ông mà BD á, gặp em là người ta sẽ thích em. Nếu mà đàn ông mà BD á, gặp em là người ta sẽ thích em. Dạ con thì chưa có một mối tình nào hết. Chưa. Trời ơi. Trời ơi. Trời, hai ông bà này mà về với nhau rồi không lẽ mới mốt hỏi chị Ngọc Lan ơi, bây giờ em muốn hôn bạn gái mà em muốn biết hôn làm sao? Dạ, em tên là Ngô Hữu Duyên ạ, sinh năm 89 ạ. Em đang sinh sống và làm việc ở Bình Thuận ạ. Em đang trồng trang trại thanh long. Nhiều không Duyên? Khoảng 1000 trụ. À 1000 trụ á hả? Dạ là một mẫu ạ. Dữ chưa? Mời nhà gái. Mời nhà gái ạ. Dạ, em là đầu tiên xin chào chị Ngọc Lan. Chào anh Quyền Linh. Chào anh và tất cả mọi người đang có mặt ở trường quay. Em tên là Lê Thị Mỹ Liên. Em sinh năm 1999, hiện tại em đang ở Tiền Giang. Công việc chính của em là em làm QC kiểm soát chất lượng cho một công ty thủy sản. Tiền Giang là ở đâu Liên? Dạ, em ở Mỹ Tho ạ. Thành phố Mỹ Tho, đi quốc lộ 1 là tới hả? À, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì Duyên? Dạ, em là người trung thực ạ. Em biết làm tất cả việc mà phụ nữ làm á. Còn điểm yếu của em cũng là cái kiểu là thương người quá hay cũng hay bị lừa á. Dạ. Mời nhà gái. Rồi, nhà gái nói về ưu điểm khuyết điểm của mình nè. Dạ, ưu điểm của em là một người tự lập từ bé. Những cái thứ mà em thích em sẽ tự mua. Khuyết điểm của em thì em nói rất là nhiều. Nói nhiều thì sẽ nói không hay và có nhiều lúc nói sai, cho nên em cảm thấy đây là khuyết điểm em cần phải thay đổi. Thí dụ giờ mình trồng thanh long được không? Dạ được anh. Về mình kiểm tra thanh long cũng được em. Dạ được anh, đúng nghề của em. Đúng nghề của em. Đường tình duyên của em sao? Dạ, tình duyên hả? Chắc em chưa yêu ai đúng không? Chắc em chưa yêu ai đúng không? Gì vậy? Dạ. Hả? Chắc chưa yêu ai là sao? Là thiệt luôn hả? Yêu. Dạ. Một phần là cũng có yêu và nói, nhưng kiểu người ta vẫn chỉ chê. Số bị em cũng quen một cô ở gần quê thì người ta biểu là em là tốt quá, không hợp với anh. Trời ơi. Người nào vô nắm tay con gái chưa? Ờ, nắm tay con gái thì chắc có chứ, chủ động nhiều chứ, nhưng mà cũng chỉ nhìn nắm thôi là chị. Có nụ hôn đầu đời chưa? Đó, đã chưa yêu lấy đầu nụ hôn coi. Trời ơi. Nghĩa là tình yêu chưa đến thật sự. Dạ. Chưa hôn lần nào luôn. Ai hết. Này hàng hiếm á. Có bao giờ mà mình khao khát mình được có bạn gái để mình hôn bạn gái không? Có chứ. Có hả? Dạ. Vậy được rồi, tưởng không có luôn á. Trời ơi, tôi thiệt á, tôi nhìn chàng trai này đẹp trai nè. Rám nắng chút xíu thôi bởi nhà nông mà. Dạ. Nhưng mà cái ưu điểm là chưa có người yêu mà chưa bao giờ hôn người yêu luôn. Cái đó là khuyết điểm chứ ưu điểm gì, tới hả? Giờ này vẫn chưa có bồ mà ưu điểm. Nhưng mà hỏi thiệt, có biết lý do tại sao mà hồi nào giờ mình không có cái cơ hội để có một cái tình cảm với người ta không? Có thể là mình sống thực tế và mình sống tử tế quá. Mình muốn tự mình làm cho kinh tế, đôi khi ít tiếp xúc nên có thể vì bà thế mà ế. Không lẽ cả xóm em không ai nhận ra đây là người đàn ông mà tử tế? Sống tử tế là người ta phải thích thôi chứ. Dạ, tại vì cái công việc của em cũng làm nhiều công việc, em phải đi á, em cũng ít ở nhà đó. Em đi suốt vậy, không lẽ em có biết tiếp xúc ai? Tiếp xúc có chứ. Thường nhưng mà cái lạ vậy anh, em đến nhà ai là người ta là con cháu lấy vợ lấy chồng hết rồi. Em thấy lạ. Dạ. Em có thích đàn ông không? Cái này em nói thật với anh, nếu mà đàn ông mà BD á gặp em là người ta sẽ thích em. Nếu mà đàn ông mà BD á gặp em là người ta sẽ thích em. Tại vì em đi một hai lần rồi mà, chứ gặp BD là người ta kiểu người ta chào hỏi và người ta rủ mình đi chơi. Rồi có đi không? Em cũng không hiểu. Không. Thì con mà để tôi đưa qua chương trình Cà Mau ngồi. Dạ dạ thiệt mà chị. Thôi được rồi, tôi qua nhà gái coi sao. Dạ, con chào chú. Gái. Trời ơi, tướng tá cào ráo nha. Dạ. Này trồng thanh long cũng được nè. Nếu mình lấy chồng về Bình Thuận được không? Bình Thuận hơi xa, nhưng mà nếu như mà có một lý do thì con sẽ đi. À, hơi xa. Lý do nữa. Là dạ. Đi về thu hoạch thanh long là giàu lắm luôn á. Dạ. Nếu như mà có cơ hội thì con sẽ đi. Con sẽ đi đúng không? Dạ. Ừ. Được tình duyên mình là. Dạ con thì chưa có một mối tình nào chứ. Chưa. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, hai ông bà này mà về với nhau rồi không lẽ mới mốt hỏi chị Ngọc Lan ơi, bây giờ em muốn hôn bạn gái mà em muốn biết hôn làm sao? Bên kia lớn 10 tuổi có thấy gì không? Dạ bình thường mà, miễn anh trưởng thành là được. Có bao giờ trong đầu con tưởng tượng một người chồng tương lai của con là như thế nào không? Trong mắt của con á thì bình thường trưởng thành là được, còn những thứ khác thì ok thì con sẽ đồng ý thôi.
Nhưng mà thứ khác ok hả? Dạ. Nhưng mà thường con đi con thấy bạn trai nào con thích cái dạng nào? Con chỉ thích người mà ít nói thôi. Đẹp được thôi à. Đẹp được thôi à. Đẹp được ít nói hả? Dạ. Không nói luôn được không? Đẹp cỡ ai? Đẹp cỡ chú Viện Linh là được rồi. Đẹp cỡ chú Viện Linh là được rồi. Vậy là dễ kiếm lắm đó con. Dạ. Cảm ơn con nha. Dạ. Trời, tôi mừng quá trời. Vậy tôi cũng nằm trong số đẹp ha. Con ở đường nào, Mỹ Tho đường nào? Con hả? Con thì con ở Sông Thuận. Con đang làm ở Sông Thuận hả? Dạ. Trời ơi, đó chú học Vĩnh Kim đó. Dạ, vậy hả chú? Ừ, sát bên đó. Dạ. Rồi giờ chàng trai nè. Dạ. Bên kia là nhỏ hơn 10 tuổi lận á, có lo người ta con nít không? Dạ, không đâu. Em nghĩ là bây giờ con gái trưởng thành mà chín chắn hơn nhiều ngày xưa. Có keo kiệt không? Không. Có cho vợ đi làm ăn gì không? Hay là về bắt vợ đẻ ở nhà lo cho gì? Con cái không thôi. Dạ không, cái đấy là quyền của vợ thôi. Ê. Bây giờ là mình muốn có một người bạn gái như thế nào nè? Xinh đẹp dễ nhìn một chút, thì biết đối xử với mọi người và sống tốt là được. Đơn giản vậy thôi chị. Rồi bây giờ mình đi với ai con? Dạ con đi với bạn thân với lại em trai. À em trai hả? Xin chào chú Quyền Linh và chị Ngọc Lan và tất cả mọi người trong trường quay ngày hôm nay. Con là Hoa Hạ, là bạn của Mỹ Liên. Mỹ Liên trước giờ là một cô gái sống rất là tự lập. Con cảm thấy bạn nam hôm nay chín chắn và khá là phù hợp với lại Mỹ Liên. Em trai, em ruột của Liên nè. Con có ý kiến rồi, con thấy anh rể mình, tương lai mình vậy được không? Dạ được chú. Chị con khó tính không? Chị con thì rất yêu thương gia đình chú. Dạ nhà chị con nói chung là làm mọi thứ đều vì gia đình thôi. Chị có la con nhiều không? Dạ không, chung gia đình con là tự lập từ nhỏ rồi chú. À. Hồi nào giờ là có chàng trai nào tới lui tới ở nhà để cua chị không? Dạ không ạ. Rồi chị không tiếp xúc với ai luôn hả? Đâu đi làm đi học không mà chú. À, rồi, rồi cảm ơn con. Đó, mình hỏi cho hai bên nghe để cảm nhận về nhau trước ha. Giờ nhà trai đi với ai nè? Dạ em đi một mình ạ. À rồi có rồi. Anh Quyền Linh lo. Còn bây giờ thì thôi mình mở rào cho hai bên cùng nhau gặp mặt nói chuyện đi ha. Mở rào. Bắt đầu đi. Người ta chưa bao giờ yêu, người ta tặng quà cũng có khác nha. Rồi, dạ, anh tặng em món quà. Người ta có yêu rồi, ta tặng trái tim, con thỏ hay con búp bê hay là con gì. Tặng dạ. Con voi. Dạ, ý nghĩa. Dạ, ý nghĩa con voi với lại cái quạt nơ là em muốn là suốt ngày ở bên bạn gái. Buổi tối thì là con voi ở bên cạnh, còn cái nơ thì đi theo bạn gái suốt ngày á. Gái mày thích con voi không ơi? À, không chưa yêu lần nào không biết gì chứ. Thấy không, đây chứng minh được là chưa yêu lần nào hết. Ta thích con gấu nè. Đúng rồi. Con cho heo nè, con chó dễ thương nè. Chứ không ai đi mua. Đó, em nghĩ là cái bà chú bơi con ở Ban Đô đấy ai cũng biết chắc. Đó con nít ông ơi. Cái đó con nít chứ không phải con gái. Bạn gái thích hay không mới là quan trọng anh. Dạ. Sao con? Em nghĩ cái món quà của anh thế nào? Dạ em thấy nó dễ thương anh. Dạ. Trước mắt á thì em xin cảm ơn anh nha. Em rất là thích món quà này. Nếu mà chúng ta mà tiến được lại gần với nhau thì em muốn mình bao nhiêu ngày mình gặp nhau một lần? Công việc của em á là em làm khoảng 12 tiếng trên một ngày. Cho nên khoảng là một tuần đêm một tuần ngày, cho nên từng ngày từng đêm em sẽ xuống ca và em nghỉ được 7 nhật. Cho nên mình sẽ gặp nhau. Ồ. Dạ. Tại do anh cũng ở Bình Thuận nữa nên anh có thể sắp xếp khoảng một tuần, hai tuần tùy theo công việc. Tại vì anh là khoảng 2 tháng nữa là có thể anh rảnh. Anh rảnh nhiều hơn anh giao trang trại lại cho bà chị là. Còn anh làm thêm việc khác. Anh có từng xuống miền Tây chưa? Không, miền Tây là anh đi thường xuyên luôn á. Tại vì anh cũng có làm mấy việc với mấy anh em ở dưới đấy á. Vậy anh có xuống với Gò Công với em chưa? Chưa. Ở Tiền Giang thì hồi trước anh cũng có một ông anh làm việc chung. Thì lâu lâu cũng xuống nhưng giờ không có xuống nữa. Anh thích mẫu bạn gái như thế nào? Thì dễ thương thì hiền diệu cũng giống như em là được rồi. Dạ cảm ơn. Vậy mà nó không biết cô gái thiệt á. Dạ. Em thì em thích đi du lịch bằng xe máy đó. Bằng xe máy của em luôn, chính tay em chạy luôn. Vậy thì em có thể hợp với anh. Chắc nơi anh đi nhiều nơi lắm nên cũng có thể anh chở theo em đi du lịch được. Dạ. Sau khi anh đi Đà Lạt, Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk Lắk hay là Phú Yên. Dạ. Đồ anh cũng đi nhiều lắm. Mà ở miền Tây anh cũng đi nhiều lắm. Miền Tây là anh đi Đồng Tháp, Bến Tre rồi đi nhiều tỉnh. Quan trọng là em có thời gian thôi. Chứ còn anh nghĩ là nếu mà anh đi nhiều đến mức là có thể em không có thời gian mà đi cùng luôn chứ. Công việc của em thì em cũng sẽ sắp xếp đi, nhưng mà anh muốn em sẽ sắp xếp đi với anh cũng được. Dạ. Dạ. Thì đúng rồi, do cái công việc của em chưa được tự chủ nên mình còn phụ thuộc. Dạ, còn phụ thuộc.
Nhưng mà sau này có thể mình lấy nhau về thì nó sẽ khác. Đúng rồi. Có thể mình sẽ tự làm việc. Tới đoạn lấy nhau về được rồi đó. Giờ lấy nhau về mình tính sao nè? Em thì cũng nói chung là cũng còn nhỏ, nhưng mà khi mà khoảng 2 năm thì em có thể là cưới được anh. Ồ, dạ. Anh thì muốn sớm hơn. Còn nếu đó là cái quyền quyết định của em cưới hay không là do em bên anh. Cái đó là do em nhiều hơn anh mà. Dạ. Rồi quan niệm về con trai con gái đầu lòng thế nào? Nói với nhau biết luôn đi. Ôi, con trai hay con gái giờ cũng vậy. Dạ đúng rồi. Anh mình thì cũng là con của mình đó. Dạ. Mấy đứa? Nếu mà bây giờ theo em nghĩ thì 3 đứa là tốt nhất. Cho em hỏi một câu nha. Anh có thích người phụ nữ cao không? Em rất là cao luôn. Có chứ. Sao anh nghĩ thì đàn ông cũng đa số thích người cao. Dạ. Tại vì lý do em ế tới giờ này là em cao quá cho nên không có. Chắc là cũng môi trường hoặc là nhiều nhiều bạn trai người ta chưa nhìn thấy vẻ đẹp của em thôi. Dạ. Cảm ơn anh. Anh thấy chưa? Thì em thấy thì em mới nói bạn nữ là xinh đẹp. Vậy mà ế thì cái nói chuyện cỡ vậy đó mà ế tôi tức mày ghê. Mày ngọt như thanh long ruột đỏ vậy thôi. Sao chưa có người yêu tôi cũng chưa hiểu luôn. Dạ, nhiều khi mình nói ngọt ngào quá người ta lại biểu mình giả dối chị. Khổ, không nói thì người ta biểu ít nói, mà nói ra người ta biểu ngọt quá, người ta biểu giả tạo, giờ biết sao được. Tới nắm tay bạn gái, bỏ con voi xuống giờ mà đừng nắm con voi. Đây đường voi đây. Dạ. Đó, rồi hai người đứng kế bên coi. Nhưng không có. Được em, không? Em có biết phụ nữ sinh ra là để làm gì không? Dạ để, nói chung là để vui vẻ. Đâu, là để được yêu thương. Trời em... ơi, là để được yêu thương. Trời ơi. Em hãy để cho anh làm cái điều đó nha. Dạ được chứ. Được, cảm ơn em nhiều. Dạ. Chưa. Chưa hả? Nữa hả? Nữa. Còn thả thính nữa hả chị? Còn thả thính nữa hả chị? Mình đừng có ngại về chiều cao của mình. Dạ. Em cứ đứng thẳng lên, em đừng lo gì hết trơn á. Con gái bây giờ cao hơn trai là chuyện bình thường. Bình thường. Nên là em đừng có mặc cảm về chuyện chiều cao, em phải tự hào. Là Duyên hát bài nào đó tặng em gái rồi em hát ngược lại thử coi. Em không biết hát anh, nhưng mà em có thể nói được không? Em nói gì đó nói với người bạn gái đi. Rồi, dù nghèo hay giàu em ơi, nhưng anh vẫn có Honda. Tuy nó không sang như người ta, nhưng anh vẫn chở em được mà. Người yêu ơi, hãy lấy anh nha. Anh sẽ chở em đi mọi nơi, luôn hát khúc ca yêu đời. Mình bên nhau mãi không rời xa cho em. Học thuộc lòng đâu vậy? Bài của em tự làm, tự sáng tác mà chị. Bài này đọc với nhiều người chưa? Dạ không, một mình à. Tức là chưa đọc bài này với ai hả? Dạ đúng rồi, chỉ có em nghe thôi. Dạ em thấy anh này khá chân thành. Anh nắm tay em mà anh rất là rung luôn nè. Dạ. Chú anh rung lắm hả? Dạ đúng rồi, rất tại là rung. Chưa bao giờ yêu mà. Chúng ta để tay nút bấm. Các bạn sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan nhé. 1 2 3 Hết thời gian. Chính thức các bạn hẹn hò với nhau. Dạ. Hãy nắm tay nhau đi nào. Đó. Chưa bao giờ có một nụ hôn nào cả. Bây giờ nó sẽ xuất hiện. À, mình tên là Trần Thanh Hoàng, sinh năm 1973. Quê của mình là ở Bình Dương. Thì mình đang công tác và sinh sống tại thành phố Biên Hòa. Thì mình đang công tác tại Ban thi đua khen thưởng của tỉnh Đồng Nai. Mình hiện bây giờ là đang là trưởng phòng nghiệp vụ của ban thi đua. Hay quá, người này quan trọng lắm rồi nha. À, thi đua khen thưởng của tỉnh luôn á. Rồi chào anh Trần Thanh Hoàng, mời nhà gái. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Đặng Phương, năm nay mình 37 tuổi. Mình sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình là giáo viên tiếng Anh. Chị đang dạy ở đâu? Chị dạy ở trung tâm ở quận 12. Dạ. Đang ở quận 12 hả? Nhà gái nói lớn lên cho nhà trai nghe cái coi. Mình dạy ở trung tâm ở quận 12 anh. À, dạy quận 12 luôn. Dạ. Bạn tên là gì? Nói lớn lên giùm. Mình tên là Đặng Phương. Đặng Phương? Dạ. Sinh năm mấy Phương? Phương sinh năm 84 anh Linh. 84? Dạ. Rồi. Rồi bây giờ là chị Phương nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi.
ưu điểm là mình biết lắng nghe, chia sẻ, thấu hiểu. Còn khuyết điểm là mình biết nấu ăn nhưng mà nấu không ngon lắm. Với lại mình hay ít nói. Thường thì trong cuộc nói chuyện thì mình ít chủ động để mà nói chuyện trước. Tức là rất là nhút nhát. Đúng rồi. Về vấn đề giao tiếp thì hơi ngần ngại đó. Ở bên đây là vậy đó. Giao tiếp ngần ngại chút xíu. Nhưng mà yêu trẻ con ha. Vì dạy nhiều trẻ con mà. Dạ đúng rồi. Rồi điểm mạnh điểm yếu của mình là gì anh Hoàng? Điểm mạnh của mình thì hòa đồng, vui vẻ. Thì, công việc thì rất nhiệt tình. Thì công tác thì công việc thì mình sẽ quán xuyến và làm những việc mà cấp trên giao. Còn về gia đình thì mình biết nấu ăn. Biết nấu ăn và sở thích của mình là thích du lịch. Du lịch. Anh có điểm yếu gì không anh Hoàng? Điểm yếu của mình thì nhiều khi mình cũng thật thà quá, thành cũng nhiều khi nó hơi thiệt thòi tí. Nhưng mà gặp anh Hoàng là phải vui nha, tại gặp anh là có giải thưởng đó. Gặp anh là có thưởng, gặp anh là có bằng khen, gặp anh là có thành tích nha. Đó. Một công việc luôn mang tới niềm vui cho mọi người. Chính xác là như vậy luôn. Nào, nhà gái. Rồi bây giờ mình nói tới tình trường của mình đi. Tình trường thì mình cũng không có nhiều kinh nghiệm trong tình yêu. Lúc trước thì mình cũng từng đi du học Úc. Thì lúc đó mình có yêu đơn phương một người nhưng mà chưa đi đến đâu hết. Rồi sau này khi mà về Việt Nam thì mình có quen một bạn mà quen xa. Bạn này học chung hồi cấp 2. Thì quen xa được một thời gian rồi cũng chia tay là tại vì quen xa quá thì không có cơ hội gặp gỡ nhau nhiều. Cho nên là cũng không có nuôi dưỡng được cái mối quan hệ. Dạ, là chỉ có hai cái mối tình nó cũng không có sâu đậm gì đúng hết. Rồi, đúng dạ. Rồi. Còn anh Hoàng sao? Đường tình duyên? Mình thì nói về hoàn cảnh gia đình của mình thì đã kết hôn năm 2001. Tới 2003 thì mình sinh được một cháu trai. Thì tới 2007 thì mình ly dị. Thì lúc ly dị thì cháu nó được có 3 tuổi mấy thôi. Thì tò xử là đi theo mẹ. Thì cháu sống với mẹ từ nhỏ tới lớn luôn. Thì mình cũng qua lại chăm nôn rồi cháu vậy thôi. Rồi từ đó tới nay? Từ đó tới nay thì cũng chưa có mối tình nào luôn. Là trời ơi quá hả? Nên là bạn bè đều hay chọc ghẹo kêu là ới Bình Dững. Ới Bình Dững hả? Ới Bình Dững. Nhưng mà trước khi mình đi lên chương trình Bạn Mới Hỏi chắc mình cũng phải xin ý kiến ban tổ chức anh Hoàng hả? Cũng có cái giấy xác nhận của thủ trưởng cơ quan. Là mình cũng có trình bày là mình đi cái chương trình này. Thì thủ trưởng cơ quan cũng có xác nhận vô. Anh nhưng mà khi mà anh đi xin cái giấy xác nhận vậy đó thì cơ quan anh có ủng hộ không? Có, các đồng nghiệp đang ngồi dưới là toàn là đồng nghiệp không chứ không có gia đình. Vậy đồng nghiệp không, mấy em đồng nghiệp không. Em chào anh. Dạ chào chị. Em xin phép được qua. Dạ xin phép được qua để nói chuyện với anh ha. Được không? Dạ. Anh nhớ được. Báo cáo để em được khen thưởng nha anh. Và báo cáo coi kiếm được ảnh người yêu về anh khen tài để khen cái coi. Khen dạ, thưởng giờ em sẽ giúp anh mai mối được một cô gái rất là dễ thương đáng yêu. Về nhớ báo cáo để em được khen thưởng nha. Dạ. Anh lâu quá không yêu rồi giờ yêu còn lại nhớ yêu còn nhớ cách yêu không? Mình cũng lãng mạn lắm. Yêu là chắc là mình lãng mạn. Dạ. Chứ tình yêu thì nó sẽ dung đắp từ từ thôi. Giờ em hỏi anh nè, anh hãy kể một cái hành động mà lãng mạn nhất anh đã từng làm đi. Lãng mạn nhất hả? Dạ. Tại vì cái mối tình đầu của mình gặp thì cũng chưa có lãng mạn lắm. Mà từ hồi mối tình đầu tới giờ chưa có mối nào nữa. Nên là giờ khi mà lãng mạn không biết kể cái lãng lúc mạn gì. Lúc bà xã anh đó. Lúc bà lãng xã mạn thế nào? Một lần lãng mạn nhất với bà xã anh đó. Giờ lâu quá giờ hỏi quên không nhớ là chỗ nào nữa luôn. Vậy thôi bây giờ là thí dụ như mà anh yêu một cô gái sắp tới nè ha. Thì anh sẽ làm cái hành động gì mà đối với anh đó là lãng mạn? Nếu mà cái ngày sinh nhật của cô đó thì mình sẽ sắp đặt một cái địa điểm và mình không báo trước. Dạ. Và mình tặng những cái món quà cũng không báo trước. Dạ. Đến cái ngày đó thì tới giờ đó sẽ đến. Dạ, anh không có báo trước chứ mà giờ anh báo cho mấy triệu người đang xem chương trình rồi đó. Không có báo trước nữa, báo là bận sao? Không, báo là hôm nay là có tổ chức sinh nhật thôi, không báo địa điểm, không báo... Lãng mạn là gì? Lãng mạn là nó bất ngờ là một cách rồi. Nhưng nó phải không gian rất lãng mạn, thí dụ như anh tổ chức ở ngoài trời ha.
anh tổ chức này kia hết ha, cái anh mướn cái đội xe xịt nước rồi kia ha, xong cái tới cái cô gái vừa tới cái xịt nước mưa xuống cái xong anh tặng, anh tặng bánh kem trong mưa, ướt bộ đồ à, ướt bộ đồ xịn của người ta, tao bạo tao chửi cô lạnh quá cái anh vô ôm để anh ôm cho em ấm đó, thí dụ như thế mới là lãng mạn. Lãng mạn này rất là hơi khó. Không sao anh, em nói cho anh nghe là bây giờ nếu như mà anh mà cua được cái cô gái bên đây nha, thì khi nào anh cần lãng mạn anh cứ hỏi em sẽ chỉ cho anh những cái chiêu trò để lãng mạn. Đúng. Em là gì chứ nhiều chiêu nhiều trò lắm. Chỉ cần anh đủ hai này lên dạ, nhớ mời tụi em rồi tổ chức một buổi lãng mạn cho anh. Bảo dạ. Làm không lãng quá thôi cũng thôi chứ. Dạ. Không lãng mạn này lãng xẹt. Nhưng mà yên tâm đi, Quyền Linh Ngọc Lan mà làm thì sẽ lãng mạn thôi nha. Dạ. Cho nên bây giờ mình phải thể hiện làm sao để mà mình bứng được cái cô gái mà đó về, mình mới làm được những điều lãng mạn. Cái... anh có thích lãng mạn không anh Hoàng? Có hả? Có thích. Lãng mạn nó cũng hay lắm anh. Đó, lâu lâu mình ở nhà mình nấu cơm nấu nước này kia, mình dọn bàn sẵn mình rồi giấu đâu không? Về cái hù cái đẩy mâm cơm ra. Lúc đó tưởng cái việc mà gia đình thì mình làm được hết tất cả. Được hết luôn anh Hoàng. Nấu hả? Cơm nấu nước, tất nhiên là dọn nhà quét nhà là làm được hết. Giỏi vậy ta. Ủa giờ anh ở dai trên đó? Sống mình. Mình hả? Thì tự nấu ăn, tự dọn dẹp nhà cửa sống mình. Ở nhà riêng luôn? Thì có cái nhà chung cư ở Biên Hòa đó. À, rồi gia đình anh gần đó không? Gia đình thì bên Tân Quyên, Bình Dương. Ừ, Tân Quyên, Bình Dương. Lâu lâu về thăm gia đình thôi, chứ ở tại Biên Hòa. Ở con mình thôi hả? Ở mình. Rồi vậy sẵn sàng, khỏe rồi đó. Ở mình thôi. Không vướng bận gì hết. Không vướng bận hết, dạ. Chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Mẫu hình lý tưởng thế nào? À, cô gái thì dễ coi. Dễ coi là sao? Trong sao là coi dễ coi anh? Ví dụ như em dễ coi. Anh coi giùm em cái coi em có dễ không? À, cao thì khoảng 1m55 đến 65. Tại mình cao 1m65. Rồi. Rồi được. À, nặng thì khoảng 45-50kg. Gì nữa? À, sở thích thì cũng giống mình cũng muốn là sở thích giống như mình là thích đi du lịch. Du lịch. Dạ. Nhưng mà anh có yêu cầu gì về con cái này kia nữa không? Mình cũng muốn tiến tới hôn nhân để có con chứ. Ừ. Tại vì hiện giờ là mình sống là có một mình thôi, cũng hơi buồn. Giờ muốn có con đúng không? Dạ. Muốn trai hay gái? Trai gái gì cũng được. Cũng được, có con là được đúng không? Dạ. Là cưới về là đẻ liền ha. Chứ để cũng trễ rồi đó. Dạ. Nha. Giờ sẵn trớn nói luôn là anh có cái điều gì không thích ở phụ nữ không? Phụ nữ mình không thích, thứ nhất là tức như là về cái trang điểm thì mình không có thích nhộm tóc nhiều màu quá. Nhộm cỡ này được tức không? Tức như là nhộm cũng tóc này là tóc màu gốc, đúng tóc thiệt. Đó mà nhưng đừng nhiều màu quá, đừng có xanh đỏ vàng tím nhiều quá. Dạ. Cô gái bên kia rất đoan trang anh à, nên là được hết á. Mặc quần áo sao kín đáo. Mặc quần áo thì kín đáo. Ừ. Sexy chút được không? À, lúc mà nếu mà sexy thì đi lễ hội hay gì đó, còn bình thường mình làm việc thì bằng đồ kín đáo. Cổ đâu có làm việc, anh làm việc chứ cổ đâu có làm việc đâu, cổ sexy chút xíu cho nó đẹp được không? Cái đó là đi lễ hội thôi chứ còn cô giáo mà thì tất nhiên là cũng phải bằng đồ nghiêm chỉnh này. Nhưng mà đó đi làm ở nhà thì cho người ta sexy chút được không? Ok. Kính đáo cỡ vậy được chưa anh? Kính như bưng luôn anh thấy không? Dạ rồi. Okay. Em bây giờ em sẽ được đi đó. Về nhà em để mà em nói chuyện với cô gái của em đây đó. Nãy giờ trò chuyện với nhà trai em đây, chào em gái. Dạ, chào anh. Em thấy những cái nhu cầu anh ấy đưa ra nó có hợp với em không và đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Dạ chắc 50-60. Gì ít vậy? Có vấn đề gì 40% là cái gì vậy? Anh đâu có đòi hỏi gì đâu. Ừ. Chỉ có là ví dụ như là chiều cao là em thấy ok nè. Cao ok nè. Chiều cao em có 1.5m à. 1.5m hả? Ừ. Mang guốc vô là thành 1.55m là được rồi. Anh đòi cao đâu cũng đâu cao lắm đâu, anh đòi nó cũng 55 thôi. Dạ. Dạ. Thì thôi xinh đẹp là được rồi. Rồi còn gì không, em thấy chưa đáp ứng được nữa nè. Có cái đó à. Cái đó thôi hả? Vậy là 90% rồi. Có cái đó thôi mà trừ hết người ta hết 40%. Bây giờ ảnh muốn là có con liền nè. Dạ được. Cái đó được không? Dạ được. Được ha? Dạ. Nhưng quan trọng ảnh có được hay không á. Còn phụ thuộc bên kia nữa. Anh ơi. Mình cũng lâu lắm rồi đó. Mình ở không cũng lâu lắm rồi đó. Thì mấy cái điều kiện đó, có... Hệ sinh thái anh ổn định không? Tốt. Tốt đúng không anh? Rồi được. Rồi. Hệ sinh thái đang hoạt động tốt. Được. Bây giờ mẫu hình lý tưởng về người chồng tương lai của em như thế nào?
ngoại hình dễ nhìn, cao từ 1m6 đến 1m7 là được. Được, có luôn. Không hiền, không gia trưởng. Anh hiền rồi đó, anh toàn là cấp bằng khen, giải thưởng với lại thành tích không à. Không hút thuốc, không cờ bạc, ít uống rượu. Tạm thời nào cờ bạc được. Anh có hút thuốc không anh? Anh không hút thuốc, không uống rượu, không cờ bạc đâu. Trời ơi, quá lý tưởng. Nghĩ sao cái chức đó mà sao cờ bạc được. Rồi khỏe luôn, nói chung là về đạo đức, chính trị, xã hội là số 1. Dạ, em yên tâm điều đó. Dạ. Con người hoàn chỉnh luôn. Dạ được. Được ha. Dạ. Thấy ổn rồi ha. Dạ. Em không thích điều gì đàn ông? Không thích đánh phụ nữ. Không đánh đâu. Không đánh đâu. Không bao giờ có luôn. Không đánh cái em báo thủ trưởng liền. Đánh cái là báo thủ trưởng liền. Cái báo thủ trưởng là mệt liền. Hiểu không? Dạ. Rồi. Người này là coi như là mẫu mực lắm. Mẫu mực lắm. Dạ. Còn gì nữa không? Không lăng nhăng. Không có dám lăng nhăng. Yên tâm. Lăng nhăng cái báo thủ trưởng liền. Có tổ chức đàng hoàng, hiểu không? Cái này là yên tâm, mỗi mặt anh bao em luôn. Còn gì nữa không? Em nói chị nghe, đi lên đây làm tham gia bạn muốn hẹn hò mà còn phải xin cái giấy của thủ trưởng cấp đó. Đó. Cho nên là lăng nhăng không có được đâu, rồi. An tâm. Hiểu không? Ráng đẻ cái là cấp giấy khen luôn. Đó, được không? Hay ổn định rồi đó. Vậy khỏe không? Dạ. Được. Vậy yêu cầu bên đó được ha. Vậy là ok rồi ha. Đáp ứng được. Thấy ổn. Nhưng nhà gái dễ thương nha. Dạ. Báo cáo nhà gái hơi dễ thương đó. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân dạ, đi. Dạ đúng rồi. Anh ơi mình đi với ai vậy anh? Đồng nghiệp, bốn đồng nghiệp đây. Dạ. Cùng cơ quan hết. Dạ, dạ chào các anh chị. Thi đua khen thưởng luôn hả? Rồi xin mời đại diện có ý kiến thế nào. Dạ, xin chào MC Quyền Linh và MC Ngọc Lan. Thì hôm nay tụi em đi cùng với anh Hoàng là các anh em ở trong cơ quan của anh ạ. Và anh Hoàng là trưởng phòng của tụi em. Thì anh Hoàng là một người rất là thật thà, hiền lành, tốt bụng. Và tuy là trưởng phòng nhưng mà anh ấy cũng như là một người anh đối với tụi em. Rất là quan tâm, rồi rất là tâm lý ạ. Và hồn nhiên vô tư lắm ạ. Không nên khó là... tính không em? Dạ không, dễ tình lắm. À dạ. Nhưng lý do sao mà ế mà mấy năm nay không có cơ quan chắc cũng nhiều người phụ nữ đẹp xinh chứ. Thì em nghĩ là nguyên nhân là do anh ấy hiền quá đấy ạ. Hiền quá đúng không? Dạ. Cho nên là cũng chưa có tìm được cái người bạn đời tâm đầu ý hợp với mình á. Cho nên là em cũng hy vọng là qua cái buổi hẹn chương trình ngày hôm nay thì anh Hoàng sẽ tìm được một người bạn tâm đầu ý hợp với mình ạ. Rồi. Dạ. Dạ cho em hỏi là mình có nhận xét gì về nhà gái của em không ạ? Dạ thì em thấy chị rất là dễ thương, hiền lành. Dễ thương hiền lắm luôn á. Dạ. Hợp với thủ trưởng hiền ha. Lành. Dạ cũng hợp chắc khoảng 80-90% rồi đó. Hợp thủ trưởng chi về cho làm thủ kho. Rồi. Cảm ơn nhà trai. Dạ. Mình đi với ai ạ? Mình đi với cô. À, dạ. Cô. Rồi, chào cô ạ. MC. Tôi là cô của Phương. Phương thì rất là hiền, ít nói. Mẹ thì mất, chỉ còn bà. Nhà có hai chị em. Thế cô nhận xét thì thấy cháu trai bên đây cũng được, dễ thương. Thì do nơi hai cháu rồi cho nhau cơ hội để tiến tới xa hơn. Cũng nhờ hai MC mắt tay. Cảm ơn cô, thấy cặp này được á. Linh thấy là cặp này được á nha anh Hoàng. Anh là phải tấn công liền nha. Rồi, bây giờ mình mở rào cho hai người gọi là gặp gỡ nha. Rồi mình ôm bó hoa ra. Dạ. Mình tặng cô gái. Dạ. Mình tạo điều kiện lãng mạn. Mình hát bài nữa luôn. Dạ. Vừa tặng hoa vừa hát luôn. Anh có biết hát bài gì? Mùa xuân bên cửa sổ. Rồi. Đúng rồi đó. Mở rào. Bắt đầu hát liền nha. Từ từ đưa bó hoa vô cho nó lãng mạn. Mở rào. Hôm nay anh đến cái chương trình giao lưu thì anh có cái bó hoa tặng em là kỷ niệm. Dạ em cảm ơn anh. Dạ hôm nay em cũng có một món quà nhỏ tặng anh. Đây là bông sen đá. Thì nó tượng trưng cho cái hình ảnh của em. Khi mà anh để trong phòng làm việc của anh thì mỗi lần anh nhìn thấy nó thì anh sẽ nhớ tới em. Cảm ơn em. Dạ, đúng rồi. Cái bó hoa này á thì anh cũng mua là cái bó hoa hồng để tượng trưng cái tình yêu. Dạ. Dạ cảm ơn anh. Hãy tặng luôn chứ đứng đó luôn, đứng đó luôn. Anh xin hát tặng cho em bài ca
Mùa xuân bên cửa sổ. Cao cao bên cửa sổ có hai người hôn nhau. Đường phố ơi hãy yên lặng để hai người hôn nhau. Chim ơi đừng bay nhé, hoa ơi hãy tỏ hương. Và cây ơi hãy khặt khè cho đôi bạn trẻ đón xuân về. Khi mặt trăng bình yên, anh linh về thăm phố. Cô gái vừa tan ca, họ hẹn nhau và chờ nhau, càng khát khao hạnh phúc. Họ vẫn tin rồi mùa xuân vẫn theo về. Ôi hạnh phúc đâu chỉ có cơm no và áo đẹp, tình yêu đâu chỉ có hoa thơm hoa nắng hồng, cuộc đời còn có cả những nụ hôn. Dạ cảm ơn anh. Tập bài hát này lâu chưa? Nhớ nhớ cả. Cái này đâu phải ca. Anh hát người ta nghỉ hôn nhau luôn á. Này chắc anh thuộc bài anh đọc cho nó tới. Tại vì vậy nó tưởng là hát ôm hoa là hát cho lãng mạn. Mày mốt về phải tập bài này lại nha. Phải có giai điệu âm nhạc này kia ha. Nãy là mới đọc thôi đó. Lười gần như căng thẳng quá. Mày mốt hát sao mà để hai người hôn nhau được nha. Ừ. Chứ anh hát trong vậy nữa là nghỉ hôn luôn á. Hát giận luôn, nghỉ hôn. Rồi bây giờ nghe cô giáo hát nè. À đứng nghe cô giáo hát, nhìn cô giáo đi. Đó. Dạ. Đi xích đi cô giáo, đi xích đi chút xíu nè. Cô giáo đi xích lên nha. Dạ. Đó, đi xích chút xíu nữa, xích chút xíu nữa. Đó, giáp ranh chút xíu thôi. Dạ. Hôm nay đến chương trình thì em cũng có một bài hát tặng anh và quý vị khán giả. Một đoạn lục đoạn nhỏ thôi nha, tại vì em cũng không có thuộc lời nhiều lắm á. Bài hát được mang tên Phải chăng em đã yêu. Phải chăng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên? Phải chăng em đã say ngay từ lúc thấy nụ cười ấy? Tình yêu ta ngất ngây say từ những trời mây khuất xa mơ. Anh lên từng giấc mơ ngày có anh. Dạ hết. Hai người đấy. Nói chung là hai người này thấy hợp vụ ca rồi đó. Ghẹo người ta nghe. Hợp, hai người rất là hợp. Tôi thấy hơi lãng mạn rồi đó. Được. Rồi thôi về ghế ngồi đi anh Hoàng. Thấy có cái hợp đầu tiên. Đây em cầm cho. Khoái cái vụ ca này rồi đó. Rồi. Bây giờ hai người trò chuyện với nhau đi. Em nói trước đi. Dạ. Trời ơi, để cho thủ trưởng nói chuyện. Ngồi với cười không dạ. Vậy? Anh thấy em như thế nào? Anh thấy em cũng dễ thương. Dạ em cảm ơn. Em cũng thấy anh nhìn chững chạc, hiền, dễ thương. Mà anh nói là anh ở Đồng Nai đúng không anh? Anh đang làm việc ở Biên Hòa, ở Biên Hòa luôn. Dạ. Nếu mà ở Biên Hòa, em ở Sài Gòn vậy thì nếu mình gặp nhau thì sẽ như thế nào anh? Là bao lâu thì mình gặp nhau một lần? Từ Biên Hòa mà tới Sài Gòn thì gần mà. Mỗi tuần gặp một lần cũng vẫn được. Dạ. Anh ơi, gần á, mỗi ngày gặp. Chứ mỗi tuần gặp lần á, hơi ít anh mỗi ơi. Mỗi ngày còn bận công việc. Mình làm xong á, mình tranh thủ mình xẹt về một cái, mình chạy lên. Cuối tuần mình chơi lâu hơn, cuối tuần mình chơi nguyên ngày. Nếu mà hẹn hò thì là anh thích đi đến những nơi nào? Anh thích đi tới, một là xem phim. Hai là tới một cái khu du lịch. Dạ. Em có nghe anh nói là anh thích đi du lịch. Thì em cũng thích đi du lịch lắm. Em hay đi qua những cái tỉnh này tỉnh nọ, hoặc là thỉnh thoảng cũng có đi qua những cái nước khác á, để khám phá những cái nền văn hóa mới, những con người mới. Thì anh mới mốt mà nếu mà có hẹn hò thì anh có thích đi du lịch cùng em không? Có thích chứ. Anh sở thích của anh là đi du lịch mà. Dạ. Anh có gì muốn hỏi em? Em nếu mà mình gặp nhau á, để trao cơ hội cho nhau á, thì em có muốn là bao lâu tiến tới hôn nhân không? Dạ thì em cũng lớn tuổi rồi thì chắc là khoảng 6 tháng hoặc là 1 năm được không anh? Thì thời gian đó cũng để tìm hiểu nhau được cũng đủ rồi. Dạ. Rồi em có muốn làm dâu không? Hay là sống riêng? Dạ thì làm dâu thì em làm cũng được. Nhưng mà nhà em thì
có bây giờ chỉ có ba em với em gái thôi. Thì nhà cũng rộng á, nếu mà anh về ở chung được thì càng vui. Còn nếu mà không có sắp xếp được thì cái này thì nếu mà chúng mình mà tiến tới xa hơn, đi đến kết hôn á, thì mình sẽ bàn lại cái vấn đề này sau cũng được. Anh thì sao cũng được, nếu mà ở riêng thì anh cũng có điều kiện, mà ở chung cũng có điều kiện. Dạ. Và ở bên nhà gái cũng có cũng được luôn, tất nhiên là anh là cái nào cũng được. Dạ. À, rồi à, em có biết nội trợ chứ nấu ăn đâu đó? Dạ, nội trợ thì em biết, mà em làm những món bình thường thôi, thí dụ như là món xào nè, món chiên nè, rồi nấu canh, nấu súp. À, làm những món đơn giản căn bản thì em làm được. Còn mấy món mà như là thí dụ như phở hay là bún bò thì mấy cái đó thì khó quá, em làm không được. Phở bún bò thì mình ra quầy quán mình ăn thôi. Dễ thương quá. Còn những cái món kia thì hợp với anh, tại anh thì cũng thích ăn những cái món bình dân thôi. Anh cũng xuất thân từ nông dân. Dạ. Nên là nói là nấu cơm nè, nấu canh chua nè, kho cá nè, kho thịt nè, mấy món đó anh làm rất ngon. Dạ. Anh làm tốt. Rồi, vô dụ con cái luôn nè. Thì nếu mà có tiến tới hôn nhân á thì em muốn có mấy con? Dạ, em thích có 2 hoặc 3 đứa cũng được. 2-3 đứa hả? Dạ. Để coi lại. Sao anh cười dữ vậy anh? 2-3 đứa thì theo anh thì nó cũng hơi nhiều. Anh thì chỉ 1 hoặc 2 thôi. À. Tại vì điều kiện mà con ít thì mình có cái điều kiện chăm sóc nhiều hơn. Chứ con nhiều quá thì mình đâu mà chăm sóc, nó thua với bạn bè thì thấy nó tội lắm. Nên là mình để ít mà chăm sóc cho tốt. Dạ. Với lại ảnh chỉ 1-2. 1-2 con ra công chức là không được con thứ 3. Công chức không có được nhiều. À, dạ. Ừ. Nói đúng rồi đó. Giờ là 1 hoặc 2 là đủ rồi. Thấy không? Dạ. Em có thích con trai hay con gái? Dạ, em con nào cũng được. Em không có quan trọng là con trai hay con gái. Ừ. Anh thì trai gái gì cũng được. Mà nhưng giờ thì anh đang thích con gái. Gái nó dễ thương. Dạ. Rồi, bây giờ về kinh tế ai quản lý? Bàn anh nói luôn đi. Kinh tế thì phụ nữ quản lý rồi. Mình không có quản lý. Dạ. Rồi thì quán xuyến trong gia đình thì 2 vợ chồng cùng quán xuyến thôi. Dạ được ạ. Nếu 2 người cãi nhau, giận nhau, mâu thuẫn đỉnh điểm luôn thì bàn với nhau coi ai là người xuống nước trước, ai là người xin lỗi trước, như thế nào đó. Tất nhiên là mình rồi. Con trai thì lúc nào mình cũng phải nhường bước cho phụ nữ. Dạ. Anh thì không bao giờ mà lớn tiếng như chị em phụ nữ. Và không bao giờ, từ nhỏ lớn giờ cũng chưa bao giờ đánh lộn với ai. Chưa bao giờ mà lớn tiếng với ai hết. Dạ. Em tính đi, bà hỏi câu chuyện rất nghiêm túc mà anh nói một câu cái em hết nghiêm túc được luôn. Anh, em hỏi nè, công việc của anh á, nó rất là giống như là quy củ á, rất là truyền thống, rất là cái, tức là cái nào nó ra cái đó, làm lãnh đạo mà, cho nên là anh có bị cái tính gọi là gia trưởng không? Không có gia trưởng, mình cũng không thích về cái tính gia trưởng. Hỏi thiệt là anh khó hay anh dễ? Khó thì không khó, mà dễ cũng không dễ, cái nào thì nó cũng nó có cái chuẩn mực. Thực ra với cơ quan thì anh nghĩ rằng anh sẽ rất là nghiêm túc. Dạ. Công việc xử lý công việc, bởi chính đây là một sếp lớn chứ không phải là nhỏ đâu nha. Đây là một người chức lớn chứ không phải là nhỏ, là một trưởng phòng của một cơ quan, khiêu khen thưởng của một tỉnh thì không phải là nhỏ đâu. Chính vì thế anh phải có những cái nguyên tắc của nó. Nhưng với những suy nghĩ bây giờ nghe anh Hoàng nói chuyện á, thì nãy là một người rất là dễ thương, rất là dễ tính khi ở nhà. Cô giáo bên đây thì cũng quá là hiền luôn. Thật ra 2 người này trời sinh một cặp đúng á. Tôi nói thiệt, nếu mà 2 người mà đến với nhau đó, Linh nghĩ rất là thuận lợi luôn. Và 2 người mình nhìn nó nhau thấy ăn đời ở kiếp với nhau được luôn. Bởi vì người này cũng rất là nhịn nhục, nhẹ nhàng, gọi là hiền hậu. Có người này thì cũng bình tĩnh xử lý, không có nóng nảy. Sống với tổ chức lâu rồi, quen rồi, không có cái gì mà làm sai được hết trơn. Nên anh nghĩ đây là một cái cặp mà có thể rất hợp lý với nhau. Không biết Ngọc Lan thấy sao? Lan lại thấy là 2 anh chị này á, lý do vì sao là cô này tới thời điểm này vẫn chưa lập gia đình là chờ đến ngày hôm nay để gặp anh. Và anh cũng vậy. Ông trời sắp đặt cho anh trải qua những cái biến cố trong cuộc sống, trong hôn nhân để ngày hôm nay anh gặp chị. Định mệnh đã sắp đặt cho 2 người ngày hôm nay phải gặp nhau tại sân khấu này. Nhà gái dễ thương lắm, anh Hoàng có thấy vậy không? Dạ. Anh có thấy có một chút rung động gì với nhà gái chưa?
Có ha. Em thấy anh chị rất là hòa hợp với nhau, nó như là hai cái khớp mà khớp lại với nhau. Chị cười rất là hiền hậu luôn nha, rất là dễ thương, bảo đảm cơ quan ai cũng ủng hộ hết trơn á, chắc chắn luôn á. Gật đầu quá trời kìa. Vậy nha. Rồi bây giờ nè, anh tiến tới anh nắm tay bạn gái, nắm hai tay cái, nắm tay vậy nè. Coi chừng xúc cái móng. Đây làm nail nè, nắm tay xong rồi nhìn thẳng vào mắt nhau, xong rồi nói những cái lời nào mình suy nghĩ về cô ấy, thuyết phục cô ấy để cô ấy có thể quyết định. Nè, mời gái đứng lên đây, xích đây, đó, nào đứng đây. Rồi, nhìn nhau đi, đó. À, thì hôm nay thì anh cũng đến cái chương trình, thì anh cũng lần đầu tiên gặp em, thì thấy em rất dễ thương. Dạ, anh cảm ơn anh. Rất quý mến. Dạ, anh cảm ơn anh. À, thì mình đến cái đây thì trong thời gian mình giao lưu thì nó cũng không được nhiều. Thì sau này thì mình sẽ tạo cơ hội cho nhau để gặp nhau nhiều hơn và tìm hiểu nhau. Dạ. Thì chị nói gì với anh? Nói gì với em đi. Dạ, em cũng thấy anh rất là dễ thương. Thì mình cũng nên tạo cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Có mong muốn gì không? Có mong muốn á, thì thực ra là em muốn là thí dụ mà gặp nhau thì chắc gặp trên một lần được không? Tại vì một tuần gặp có một lần ít quá. Tại vì điều kiện của anh đi làm thì chỉ có đi được rảnh thì ngày thứ bảy nhiều khi cũng phải đi làm, chỉ có chủ nhật. Tại vì thi đua khen thưởng nhiều khi người ta lễ hội đâu có khen thưởng, thì thứ bảy chủ nhật cũng vẫn đi làm, nên là tùy, nên là không có phải là cố định được, nên là một tuần thì gặp một lần thứ bảy hoặc chủ nhật, tại hai ngày đó thì mới nghỉ thôi. Còn mấy ngày thường bắt đi làm thì không có nghỉ việc được. Mấy ngày thường làm tới mấy giờ xong? Làm tới 5 giờ. Anh đi, anh có ô tô không? Có ô tô. Có tài xế rồi. Không? À, tự lái. Tự lái. Rồi 5 giờ. 5 giờ xong chạy xuống dưới đây một chút xíu, có đâu có xa 45 đâu. Phút, 1 tiếng đồng hồ mà. Xuống đó người ta đi ăn cái rồi đi về, chứ đúng đâu rồi. Phải là kêu đi xuống, kêu mọi gặp nhau đâu nhiều. Đâu có ở lại đâu sợ. Đâu có kêu ở lại đâu sợ. Cái này sẽ sắp xếp. Có ô tô tự lái mà mình quyết định đi chừng nào về chứ. Thậm chí tối xuống đây ở xong sáng mai về cũng được. Được ha. Rồi. Cái đó nha, cái okay. đó cố gắng nha. Trở về vị trí đi. Mình phải lãng mạn trong tình yêu chút xíu anh Hoàng. Ha? Biết rằng nguyên tắc nó là thứ bảy chủ nhật, nhưng mà trong tình yêu đôi khi trưa mình tranh thủ 2-3 tiếng mình chạy xuống cái mua gói xôi từ Đồng Nai chạy xuống đem xuống, nó cũng tình nghĩa. Lãng mạn nó bắt đầu từ cái sự bất ngờ. Nhiều khi trưa 12 giờ anh xuất hiện ở trước cổng trường, người ta anh ôm bó hoa, hoặc anh ôm bịch bánh, hoặc anh ôm hộp cơm. Đúng rồi. Là người ta xúc động liền. Bịch nước mía cũng được. Miễn sao anh làm bất ngờ là được. Được không Hoàng? Anh ha. Được chứ. Được, đó. Nhớ liên lạc thì tôi tư vấn cho anh cách lãng mạn hơn nữa. Rồi. Bây giờ để tay nút bấm thôi. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ đưa ra quyết định của riêng mình. Hãy suy nghĩ thật kỹ, xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Bây giờ mình có thể nói chơi vui chút xíu, như đã đến lúc mình lắng lòng lại. Nút bấm đó nó rất là quan trọng, là cái duyên, cái nợ của mỗi người đó. Chúng ta đang đối diện với bạn bè, hàng triệu khán giả và người thân gia đình. Chúng ta không thể bấm sai với sự suy nghĩ của mình được. Bấm là phải có trách nhiệm với nó nha, phải thật lòng. Nào, 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Tự nhiên hồi nãy nghe bên kia bấm một cái cụp rồi, mà bên đây sao chần chừ chưa bấm mà hồi hộp muốn chết luôn vậy đó. Thật ra là tụi này rất là lo cho cặp này đó. Rất là muốn cặp này có điều kiện, có cơ hội để kết nối với nhau đó. Hai anh chị hợp lắm á. Nào, chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau đi. À, nắm vậy nè, nắm vậy nè. Còn nhớ không? Còn... Chính thức hẹn hò. Bây giờ hai người ôm nhau một cái đi. Lấy hơi lâu quá rồi. Quên. À, ôm chặt vô. Hả? À, ôm xong. Thôi người ta thủ trưởng. Thủ trưởng ôm thủ kho có gì đâu. Đừng có buông tay ra nha. Dễ thương lắm. Rồi hôm nay là một ngày rất là đáng nhớ với chúng ta. Và hy vọng rằng mình sẽ chăm sóc và những đồng nghiệp của anh Hoàng
cùng với gia đình của bạn gái, hãy cùng hỗ trợ cho họ để họ có nhiều điều kiện hơn nữa, giống như chúng tôi vậy đó. Nãy giờ tạo điều kiện và thậm chí mình nói thêm vào để cho cặp đôi này trở thành một cặp đôi hoàn hảo nha. Chúc mừng hai anh chị. Dạ.